Rồi, với lan bẻ được một mớ đọt su nha. Tối nay mình luộc mình ăn. Chấm mà cá kho, thịt kho, mắm kho thì cũng được hết á. Hello, chào cả nhà. Bữa nay bắt đầu Lan làm cái dàn su nha, dời nó xuống nha. Dời Lan dời nó xuống. Với mà bây giờ đang cho Lan trồng lại cái dây mà cái chanh dây á bà con. Cái chỗ này thì Lan để là chanh dây. Đó. Rồi bây giờ nếu nó còn mấy cái đọt su thì chắc cả bẻ mình ăn luôn luôn đi bà con. Đó mấy cái đọt su này hồi Lan cắt Lan ăn luôn đi nha. Đi dài ra phía sau nha bà con. Bà làm được 4 năm bữa nay được nhiêu rồi nè. Còn cái đây thì bắt đầu Lan mua cột về Lan đóng Lan làm cái dàn su. Sang năm thì cho chỗ này là làm thành dàn su nha. Đó rồi đây. Ở đây thì bắt đầu Lan trồng đồ mấy bữa nay rồi nè. Cái tốt này là bông cải tím á bà con. Nó mọc qua mình cắt ngang rồi cái nó mọc lên xuống rồi lên hoài vậy đó. Đó bên đây là bông cải tím nè. Rồi mép bên đây thì bắt đầu Lan trồng nè, dưa leo. Để Lan đi quay dài ra sao cho bà con coi nha. Bây giờ chia ra làm đôi thì mình quay nha. Rồi dưa leo nè, cà, hành lá. Hành lá này trên giáo hội Lan mới bứng về nha. Nhưng tại vì hành ở nhà nhiều quá Lan chưa ăn nha. Nên bây giờ trồng không có cắt đọt, người ta đã để nguyên vậy luôn bà con. Không thèm cắt đọt luôn nha. Đó. Đó Lan đi dài ra đây, còn đây Lan trồng hai cái bụi ớt mới mua, mới nhổ cỏ tới đây thôi bà con. Rồi. Ở đây thì cà cherry nè, cải trắng nè. Cái lõm này vậy mà trồng nhiều lắm nha. Rồi cải kheo á thì Lan dời cho nó lợi theo thứ tự á bà con. Mình ăn nó dễ một chút xíu cải kheo không nè. Tất cả mấy cái này là nguyên cái len này là cải kheo không đó. Thấy bóng Lan nha. Đó. Đây đó Lan trồng ở đó vậy đó. Dài vô trong chắc cỡ một thước rưỡi á bà con, thước rưỡi đây nha. Đó, rồi bên đây. Bây giờ qua tới mép bên đây nha. Cái này là cái đường đi của Lan bên đây. Đó, bên đây để Lan quay cho bà con coi. Nói chung xà lách đồ nó mọc tùm lum á, Lan dời lại cho nó thành là một cái vị trí đúng đàng hoàng nha. Đây là ớt chuông. Ớt chuông, củ dền, bắp cải, hình như trong này đủ thứ hết á. Cái này cái củ dền mà loại màu hơi vàng vàng nè bà con. Hôm nay nó bự rồi nè, thấy chưa? Củ dền hơi vàng vàng nha. Còn này là bông cải. Bông cải, bắp cải gì bây giờ hết nhớ rồi bà con ơi. Nói chung là bông cải, bắp cải gì không nhớ rồi. Củ dền nè, này củ dền màu nè, củ dền đỏ nè. Rồi Lan bây giờ tới nữa nha. Củ dền tím nữa nè bà con. Đó, này nó lú lên này nha. Củ dền tím. Củ dền tím đó đây nữa nè. Củ dền tím đó. Ở đây nữa nè, đó. Hôm nay nó hơi bự bự rồi. Đó nguyên cái len này là Lan trồng rau cải xuống hết rồi nè. Cái Lan đi dài xuống tới đây nha. Trời ơi mấy cái cây trái vậy đây nè. Đó. Đó. Nói chung gặp ở đâu nhét ở đó bà con ơi, cái bệnh trồng đồ nặng lắm, gặp trồng tùm lum. Còn cái này hành tây nè, Lan đang ương hột thêm nữa nha. Rồi dài xuống tới đây thì chưa có nhổ cái này, thật ra làm khoai cỏ bà con ơi, củ kiệu đó. Để Lan nhổ nó lên là cái mình ương nó lại. Tại đất á, mình mới làm nên nó chưa tốt nha, mới làm mấy tháng nay à. Hồi chưa được năm nên cái đất nó bị chai, nó cứng á, cỏ quá. Mình phải bỏ phân đồ vô chăm sóc. Nói chung mình muốn đất tốt mình phải xới nó lên rồi nhỏ phân chăm sóc nữa bà con. Rồi bên đó thì còn cỏ Lan chưa có làm nha. Rồi Lan nhổ cỏ được tới đây nè bà con. Mấy cái này thì chưa có cuốc cỏ nha, mới có nhổ thôi đó. Mới tới đó rồi đó, nhổ tới đó rồi đó. Rồi Lan đi dài ra. Đây. Ui ui bông cải nè. Vài bữa lấy cải xanh. Nữa lấy hột cho bà con dòng họ. Bạn bè ai muốn xin mình cho người ta. Berry của Lan bắt đầu có bông rồi nè bà con. Đó, mọc lên tốt không? Mới có mấy tuần lễ, hai tuần mà tốt vậy đó. Mọc tươi xanh tốt, dễ sợ chưa? Đó. Còn cái cây này bà con ơi, cái cây farm nè. Giống như cây dừa vậy đó, để bên này phải cuốc nè, để vài bữa nó mọc lên chết luôn, nó bự dữ lắm. Gai gốc không à, nhậu da đâm đau. Đó, phải cái này phải nhổ bỏ nè. Còn bên đây là cây sung nha. Nhà Lan vụ gì chứ sung nó mọc đầy nhà chân bà con ơi. Đây đi dài tới đây.
Đó, bên cái đám này Lan phải nhổ nó lại nè, rồi trồng lại đàng hoàng thiệt ha. Rồi đi dài tới đây. Ôi, rau cải nè, ăn được mà chưa có nhổ ăn nè. Đó, để rảnh ra nhổ nó vô ăn nha. Còn ở đây trái dâu bắt đầu nó có trái hơi hơi rồi nha bà con. Đây, để Lan quay cho coi. Đây nè, dâu nó có trái rồi, bắt đầu Lan phải để phân vô, để gom á bà con, để thôi mấy con trùng chỉ nó ăn hết nha. Đó, bây giờ dâu của Lan bắt đầu có trái nè. Đó, ngày mười bắt đầu Lan bắt đầu bỏ phân vô. Không phải bỏ phân mà bỏ cái vỏ đậu á bà con, Lan bỏ vỏ đậu vô đặng cho nó đừng có mấy con trùng đừng có leo lên đây nó ăn nè. Đó, Lan bỏ vỏ đậu vô nha. Đó, bỏ vỏ đậu vô. Với mình nhổ cỏ đồ, nó bắt đầu nó có trái rồi đó. Lan bỏ vỏ đậu vô. Đây, cái bao vỏ đậu Lan mua rồi đây. Đây là cái bao vỏ đậu nè bà con ha. Cái vỏ đậu mình mua nó giống như là gom vậy đó, dồn nó đánh diễn ra giống như gom mình gãi lên gốc đó. Thì mấy con trùng nó không có bò lên nó ăn, nó bớt hư trái. Giống như là nó với nó giữ ẩm á, cái trái nó tốt. Rồi cái này Lan lạnh rảnh Lan làm sao nữa nha. Lan ruộng dây su Lan thấy ốc quá trời luôn trong dây su bà con ơi, hàng chi nó ăn hết trơn. Ba cái đọt su rồi Lan đâu có su đâu mình ăn. Coi nè, một đống ốc con nữa nè. Ui, nhôi hết trong này hết trơn hà. Đây nè. Ui, ruộng nó là phải bà con ơi, coi nè nè nè. Nó bò ở đây nè. Rồi thôi tắt máy đi ruộng tiếp. Đây. Nãy giờ Lan ruộng rồi cái vàng su rồi nha bà con, sạch sẽ đây. Đó. Ruộng xong rồi nha, đó. Xong rồi đó. Còn ở đây một gỗ nữa, bây giờ cái thùng rác nó đầy và phải lấy thêm thùng nữa mới được. Bây giờ cái cây này nó mới lòi ra, nó mới mát mẻ, nó khỏe đây. Đầy một thùng rác luôn bà con ơi, ốc không trong này, ốc của con nhỏ nhoi hết trơn nè. Ôi ôi cái nè. Ôi đầy hết, nãy giờ nó bò lên cái nắp nè bà con ơi cái nè. Rồi, đó, xong rồi. Rồi nãy giờ ở đây Lan mới dời mấy cái cây kim thất nha. Nó mọc mấy cái cây rau kim thất này, nó mọc trong cái hoa lan của Lan á. Rồi Lan dời nó lại đây được một chồm nè. Cái rau kim thất này trên miệt bảy núi An Giang rồi mới có nha bà con. Hồi xưa là ăn nó theo mùa, tới mùa cái đầu nó, cái hộp nó bay tới đâu, cái nó mọc tới đó, cái mình bẻ mình ăn nha. Mà bây giờ nghe nói là người ta trồng rồi, người ta bán hộp rồi. Thì ta bán hộp Lan mua nè, đó. Đó, nó vậy đó. Trời ơi, bây giờ cái này là coi như mấy cái hộp này em mình nó nói chắc vài bữa ở xóm này có rau kim thất hết trơn luôn nè. Những thứ nó bay gì nè bà con ơi, nó bay tới đâu nó mọc trên mấy bụi lan của Lan á. Mà nó chịu sống mùa đông nha. Hồi lúc trước Lan có 2-3 cây không nở ăn. Bây giờ thì nhiều quá rồi, bắt đầu Lan trồng nó ra đặng Lan ăn, nấu canh ăn ngon lắm. Nấu canh với mình cái dạng giống như là mình ăn nó xà lách đó bà con. Bây giờ để Lan bỏ nó xuống đây. Đó. Nó phải trồng nhiều nhiều mới đủ ăn chứ ít quá không có đủ ăn nha. Rau kim thất nó giống như nó có cái vị thuốc rồi bà con. Đó thì cái bụi nó gì nè, cái bột nó gì là nó bay cho nó mọc cho bà con coi. Ta nói hôm nay là mà trên mấy cái chậu lan là đang nhổ nó nè. Trên mấy chậu lan đang dời nó xuống đó. Rồi, thôi. Chưa rồi nghỉ bà con ơi, vô kiếm cái gì ăn đó bụng mày. Cái bụi chanh của Lan bây giờ nó lòi ra luôn rồi nè, bông không có được trái nữa nè. Đó, Lan làm cái dĩ sắt đó, nó dĩ đó nó kè lên cái dĩ sắt. Mấy cái này là mình phải cắt bỏ nha bà con, cái nó bị u nằng gì là mình phải cắt nó bỏ nè, chút xíu Lan cắt nó. Đây bà con ơi, mất mấy tiếng đồng hồ kéo cái vàng su xuống được rồi nha. Mà năm nay su thất bại bà con ơi, không có trái nhiều gì hết trơn á. Đó, bây giờ Lan nhường cái chỗ này lại cho cái bụi chanh dây nè. Chanh dây ở dưới đó đó, đó. Nó bò lên đây nha. Đây. Đó, cho nguyên cái này là cái dàn chanh dây đi. Sạch sẽ rồi, cái đầu để Lan bỏ phân rồi vô nha. Đất. Đất ở đây nó cũng khô cằn, Lan phải bỏ phân bò, phân trù vô nha bà con. Rồi mình mới trồng rau cải gì mình mới xới lên Lan trồng lại nha.
bắt đầu mình mới trồng lại rau cải khác. Đó, Lan sạch trơn rồi nha. Rồi đó là Lan có ý định là từng này nè, để Lan đi mua cây, cây cột giống gì nè, thước 6 Lan đóng từ đó thêm ra đây. Đó, mình mua thêm 4 cây nữa, Lan đóng dài ra tới cái bụi chanh này nè. Đó, Lan làm cái dàn xu Lan dời ra đây nha, đặng cho nói chung đặng cho nó có gì mình trồng cải mùa đông đó bà con, nó che cái khúc này mình cũng đỡ lắm nha. Đó, cho nó mình có cải mùa đông mình ăn. Rồi lội cái cây trúc người ta ra đàng hoàng không, bông không nè, để ngày hôm qua nó quấn ở đây không có có gì hết á, không có mọc trái, không có bông gì nổi hết bà con ơi. Đó, xong xuôi rồi. Rồi thôi, hết một buổi trưa của Lan rồi nha. Rồi thôi, Lan xin chào cả nhà, cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi video của Lan nha. Lan thành thật cảm ơn. Lan mến chúc bà con ngày mới vui vẻ. Xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau. Mấy cái trái bưởi của Lan ở đây còn nữa nha. Nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ giùm Lan. Lan cảm ơn rất nhiều. Xin chào cả nhà, bye bye bà con. Bye bye.